Thầy xin mến chào các em đã quay trở lại kênh YouTube của thầy trong chương trình hướng dẫn môn toán lớp 4 trong sách giáo khoa hôm nay. Thì thầy sẽ hướng dẫn các em bài luyện tập chung ở trang 138, một trang 139 sách giáo khoa. nếu các em chưa nhấn đăng ký kênh thì hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ thầy nhé. bây giờ thầy mời các em cùng bước vào bài giải của thầy. trước khi bước vào bài dạy hôm nay thì thầy có hai bài tập để chúng ta À, gợi à, nhớ lại những kiến thức cũ đã học ở các tiết trước à, đó là thực hiện các phép tính sau à, ở câu A thì là chúng ta sẽ thực hiện phép cộng hai phân số khác mẫu số à, và câu B là chúng ta thực hiện à, phép nhân phân số à, ở câu A thì chúng ta ở à, đây rõ ràng là hai phân số khác mẫu số vì vậy chúng ta khi cộng thì chúng ta cần phải quy đồng à, cần quy đồng thì mẫu số thì lấy mẫu số là 15 thì quy đồng 2 phần 3 thì lấy 2 nhân 5 là 10 3 nhân 5 15 thì được là 10 phần 15 à, Tới 4 phần 5 thì lấy 4 nhân 3 là 12 à, 5 nhân 3 là 15 thì có 10 phần 15 cộng 12 phần 15 à, Lúc này là cộng 2 phân số cùng mẫu số rồi à, Thầy giữ nguyên mẫu số là 15 Thầy lấy 10 cộng 12 thì được tử số là 22 phần 15 Tử số là 22 và mẫu số là 15 được phân số 22 phần 15 ở câu B, ở đây là phép nhân hai phân số. Thì khi thực hiện phép nhân hai phân số, chúng ta chỉ cần lấy à tử số nhân với tử số và mẫu số nhân với mẫu số. 3 nhân 5 thì được 15. À 4 nhân 6 thì được 24 thì được 15/24. À rút gọn phân số 15/24 này thì thì sẽ lấy 10, cả tử số và mẫu số thì chia cho 3. 15 chia 3 thì được 5. 24 chia 3 được 8 thì được phân số 5/8. À, như thế chúng ta đã thực hiện ôn bài cũ xong. Bây giờ chúng ta đã khởi động rồi. Chúng ta sẽ bước vào bài mới hôm nay nhé. À, bài luyện tập chung trang 138, 139. Bài tập 1. Trong các phép tính sau, phép tính nào làm đúng? À, chúng ta có bốn phép tính. E, B, C, D. À, bây giờ thầy trò chúng ta sẽ đi tìm lần lượt từng phép tính để xem phép tính nào đúng phép tính nào sai ha ở phép tính a thì đây là phép cộng hai phân số à, à, khác mẫu số thì chúng ta phải đi quy đồng à, mà ở câu này người ta không đi quy đồng mà người ta lấy tử số cộng tử số mẫu số cộng mẫu số à, nên thực hiện phép cộng hai phân số này là thực hiện sai à, nên chúng ta loại bỏ câu a à, ở câu b là phép trừ hai phân số khác mẫu số À, thì chúng ta cũng phải đi quy đồng rồi mới trừ thực hiện phép trừ. À, nhưng mà người ta làm người ta cũng chưa đi quy đồng mà người ta lấy tử số trừ tử số, mẫu số trừ mẫu số. À, nên cách thực hiện ở câu B cũng sai luôn. À, chúng ta sang câu C. À, 5/6 nhân 1/3 đây là phép nhân hai phân số. Thì người ta lấy tử số nhân tử số, 5 nhân 1 bằng 5. Mẫu số nhân mẫu số, 6 nhân 3 bằng 18 bằng 5/18. Thì câu C này người ta đã thực hiện đúng phép tính rồi ha. À đúng phép tính rồi các em. À chúng ta kiểm tra nốt câu D luôn. 5/6 chia 1/3. À thì chúng ta sẽ lấy phân số thứ nhất nhân phân số thứ hai đảo ngược là thành 5/6 nhân 3/1. À, mà ở đây người ta hoán đổi vị trí à, của hai phân số này thôi chứ người ta chưa có đảo ngược phân số thứ hai. Nên thực hiện phép tính này cũng là sai luôn. Nên đáp án à, đúng là đáp án C là thực hiện phép tính đúng. À chúng ta sang bài tập 2 với yêu cầu là tính. À câu A, 1/2 nhân 1/4 à, nhân 1/6. À thì chúng ta sẽ thực hiện lấy tử số nhân tử số nhân tử số. Ở đây có 3 phân số thì chúng ta lấy 3 tử số nhân lại với nhau. À, và ở dưới mẫu số thì chúng ta lấy 3 mẫu số nhân lại với nhau. À mẫu trên tử số là 1 nhân 1 nhân 1. 1 nhân 1 nhân 1 thì bằng 1. Dưới mẫu số à, 2 x 4 bằng 8 8 x 6 bằng 48 à, Vậy thì được kết quả của câu A là 1 phần 48 à, Câu B à, 1 phần 2 x 1 phần 4 chia 1 phần 6 à, Thì sẽ thành 1 phần 2 x 1 phần 4 1 phần 6 à, đổ, đảo ngược thành 6 phần 1 à, Thành nhân 6 phần 1 à, 6 phần 1 lúc trên lúc này trên tử thầy có là à, 1 x 1 x 6 1 x 1 x 6 là được 6, dưới mẫu là 2 x 4 x 1, 2 x 4 là 8 thì được 6 phần 8. À, 6 phần 8 à, thầy rút gọn thì thầy chia cho 2 thì được 3 phần 4. À, câu C, à, 1 phần 2 chia 1 phần 4 nhân 1 phần 6 à, thì lúc này 1 phần 2 chia 1 phần 4 à, thì chúng ta sẽ thành à, 1 phần 4 đảo ngược thành à, 4 phần 1 sẽ bằng 1/2 nhân 4/1 nhân 1/6. Lúc này chúng ta thực hiện tử số nhân tử số, mẫu số nhân mẫu số. Ở trên tử số thì có 1 nhân 4 nhân 1 thì bằng 4. Ở dưới mẫu là 2 nhân 1 nhân 6 thì bằng 12, 4/12. Thầy rút gọn thì chia cho 4 thì được 1/3. À, chúng ta sang bài tập số 3 à, cũng với yêu cầu là tính. À, ở câu A À, 5/2 nhân 1/3 cộng 1/4. À, ở trong câu A này thì chúng ta thấy xuất hiện hai phép tính. À, phép tính thứ nhất là phép tính nhân, à, phép tính thứ hai là phép tính cộng. À, trong một cái biểu thức này như thế này có à, phép tính nhân và phép tính cộng thì chúng ta sẽ thực hiện phép tính nhân trước, à, sau đó chúng ta cộng sau. À, lúc này thì có 1 5/2 nè à, nhân 1/3. À, đây là phép nhân hai phân số. À vì vậy thầy sẽ lấy tử số nhân tử số, mẫu số nhân mẫu số. 5 nhân 1 sẽ bằng 5. 2 nhân 3 sẽ bằng 6 thì được 5/6 à, cộng 1/4 thầy viết lại. À, sau đó thầy sẽ à, thực hiện tiếp. À, nếu à, đây là phép cộng hai phân số khác mẫu số, à, chúng ta quy đồng mẫu số. À, các em có thể lấy mẫu số là 6 nhân 4 bằng 24. À, nhưng ở đây thầy lấy mẫu số chung chúng ta là 12 tại vì 12 vừa chia hết cho 6. 12 vừa chết cho 4 à, 12 chia 6 thì được 2 à, Vì vậy thầy nhân cả tử số và mẫu số của 5 phần 6 cho 2 à, 5 x 2 thì thầy được 10 6 x 2 được 12 à, Tiếp tục dấu cộng thầy đặt lại Thầy quy đồng 1 phần 4 12 chia 4 thì được 3 Thầy sẽ nhân cả tử số và mẫu số của phân số 1 phần 4 này cho 3 1 x 3 thì thầy được 3 4 x 3 thì được 12 thì được 3 phần 12. À, lúc này chúng ta thực hiện hai phép cộng phân số cùng mẫu số. Là 10 phần 12. À, cộng cho 3 phần 12. À, thì chúng ta giữ nguyên mẫu số là 12. Và lấy hai tử số cộng lại với nhau. À, 10 cộng 3 là được 13 trên tử số. Và mẫu số là 12. Thì được 13 phần 12. À, chúng ta sang câu B. À, câu B. 5 phần 2 cộng 1 phần 3 nhân 1 phần 4. À, thì chúng ta cũng có phép tính cộng và phép tính nhân. À, chúng ta cũng đi thực hiện phép tính nhân trước. À, lúc này 5/2 thì viết lại 1/3 nhân 1/4 thì thì được là 1/12. À, lúc này chúng ta sẽ đi quy đồng à, phân số, mẫu số 2 phân số 5/12 và 1/12. À thầy thấy mẫu số 12 chia hết cho 2 nên thầy à, giữ nguyên 1/12. 12 chia 2 thì được 6. À, vì vậy thầy sẽ lấy cả tử số và mẫu số 5 phần 12 thầy nhân cho 6. 5 x 6 thì được 30. À, 2 x 6 thì được 12 thì được 30 phần 12. Và 1 phần 12 thì viết lại. lúc này thầy lấy 30 cộng 1 bằng 31. 12 giữ nguyên thì được 31 phần 12. À, chúng ta sang câu C. 5 phần 2 trừ 1 phần 3 chia 1 phần 4. À ở trong câu C này thì chúng ta thấy có hai phép tính à là phép tính trừ và phép tính chia. À khi trong biểu thức có phép tính trừ và phép tính chia như thế này à thì chúng ta sẽ thực hiện phép tính chia trước và sau đó chúng ta sẽ trừ. À vậy 5/2 thì sẽ viết lại. À 5/2 thì sẽ viết lại. À 1/3 chia 1/4 à, sẽ thành 1/3 nhân cho 4/1 nhân cho phân số thứ hai đảo ngược. 1/4 đảo ngược thành 4/1. À, lúc này thầy sẽ thực hiện phép nhân 5 phần 2 thầy sẽ viết lại à, 1 x 4 là 4 3 x 1 là 3 à, thầy được là 4 phần 3 5 phần 2 trừ 4 phần 3 à, thì quy đồng mẫu số là thầy chọn mẫu số chung là 6 thì 5 x 3 là 15 à, 2 x 3 là 6 thì được 15 phần 6 4 x 2 là 8 3 x 2 là 6 thì được 8 phần 6 À, lúc này thầy có 15 phần 6 trừ 8 phần 6. Thầy sẽ lấy tử số phân số thứ nhất trừ cho tử số phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số. 15 trừ 8 bằng 7 và giữ nguyên mẫu số là 6. Thầy được 7 phần 6. À, như thế chúng ta đã giải quyết xong bài tập số 3. À, bài tập số 4 à, với nội dung đề bài như sau à, người ta cho một vòi nước chảy vào một bể vào bể chưa có nước chưa có nước lần thứ nhất chảy vào 3 phần 7 bể lần thứ hai chảy vào thêm 2 phần 5 bể hỏi còn mấy phần của bể chưa có nước à, tóm tắt đề toán thì người ta cho mình biết có một cái bể nước chưa có nước À, lần thứ nhất người ta cho cái vòi chảy vào bể 3 phần 7 bể lần thứ hai là chảy thêm 2 phần năm bể và người ta hỏi là cái bể này còn bao nhiêu phần chưa có nước à, để làm được bài toán này thì đầu tiên chúng ta phải đi tì, đi tìm đi tính à, đi tính à, cả hai lần cả hai lần nước chảy được vào được bao nhiêu phần của bể rồi à, cả hai lần được, nước chảy vào bao nhiêu phần của bể rồi à, và cái lời giải thứ hai thì chúng ta sẽ đi tìm cái cái phần mà bể chưa có nước À, bằng cách là chúng ta sẽ lấy à, tổng số phần của bể trừ đi hai lần nước chảy vào bể à, và đây là cái bài giải cụ thể của thầy à, đầu tiên thầy sẽ đi tìm số phần của bể chưa có nước số phần của bể có nước xin lỗi số phần của bể có nước thầy sẽ lấy lần thứ nhất là 3 phần bảy nè thầy cộng lần thứ hai là hai phần năm nè ba phần bảy cộng hai phần năm quy đồng mẫu số là 35, mươi mẫu số chung là 35 3 x 5 thì được là 15. 7 x 5 35 thì được 15 phần 35. 2 x 7 14. 5 x 3 15 thì được là 14 phần 15. 15 phần 35 cộng 14 phần 35 thì được 29 phần 35 của bể. À, lúc này chúng ta sẽ đi tìm số phần của bể chưa có nước bằng cách là chúng ta nhìn vào cái kết quả ở à, là giải thứ nhất nè. Mẫu số là 35 nè. Có nghĩa là cái bể này có 35 phần. Cái bể này có 35 phần. À, bể này có 35 phần mà à, đã có nước 29 phần rồi. À thì chúng ta sẽ lấy à, 35 phần 35 là tổng số bể, à, tổng số phần của bể trừ đi 29 phần 35. À, hoặc chúng ta sẽ lấy 1 trừ đi 29 phần 35, tại vì 35 phần 35 là chính là bằng 1. À, à thầy sẽ lấy 1 trừ đi

À, chúng ta sang bài toán cuối cùng đó là bài số 5 với nội dung đề bài như sau một kho chứa 23.450 kg cà phê lần đầu lấy ra 2.710 kg cà phê lần sau lấy ra gấp đôi lần đầu hỏi trong kho còn lại bao nhiêu kg cà phê à, vậy cái bài này người ta đã cho mình biết cái kho này chứa tất cả là 23.450 kg cà phê rồi à, lần đầu đã lấy ra 2.710 kg lần sau lấy ra ra gấp đôi lần đầu hỏi còn lại trong kho bao nhiêu kg cà phê vậy thì biết trong kho còn lại bao nhiêu kg cà phê thì chúng ta sẽ lấy cái cái số kg cà phê trong kho có tất cả là là ba 450 kg này nè chúng ta trừ cho lần thứ nhất lấy ra rồi sau đó tiếp tục trừ cho lần thứ hai lấy ra à, sẽ ra số kg còn lại à, hoặc chúng ta lấy tổng số kg cà phê là 23.450 kg này chúng ta trừ cho tổng của hai lần lấy ra tổng hai lần lấy ra có nghĩa là lần thứ nhất cộng cho lần thứ hai á à, mà để biết lần thứ hai là lần sau lấy ra được bao nhiêu thì chúng ta phải đi tính À, đi tính lần sau lấy ra gấp đôi lần đầu à, vậy thì chúng ta sẽ lấy lần đầu nhân cho 2 tại gấp đôi là gấp hai lần à, vậy đầu tiên thầy sẽ đi tìm số kg cà phê lấy ra lần sau à, lần sau gấp đôi lần đầu thì thầy lấy lần đầu là hai bảy kg thì nhân cho hai thì được là năm bốn kg à, sau đó thầy sẽ tìm À, số kg cả hai lần lấy ra là thầy sẽ lấy à, số kg của lần thứ nhất là 2. À, 710 kg cộng cho lần thứ hai lấy ra là 5.420 kg thầy được là hai lần lấy ra cả hai lần lấy ra là 8.130 kg à, sau đó thầy sẽ đi tìm à, số kg cà phê trong kho còn lại thầy sẽ lấy cái À, số kg cà phê có lúc đầu là 23.450 kg, thầy trừ cho à, cả hai lần lấy ra là 8.130 kg, thầy, thầy được là số kg cà phê trong kho còn lại là 15.320 kg và thầy đáp số là 15.320 kg. ở à, đây là cái ba bước giải bài toán này một cách cụ thể các em có thể gọp bước thứ hai và bước thứ ba lại chung một là giải cũng được có nghĩa là chúng ta sẽ không đi tìm số kg lấy ra cả hai lần mà chúng ta đi tìm sau khi tìm số kg lấy ra lần thứ hai chúng ta đi tìm số kg cà phê còn lại trong kho luôn bằng cách là lấy cái tổng 23.450 nè chúng ta trừ cho 5.420 trừ tiếp cho À, 2710 luôn à, Cũng được Hoặc là chúng ta trừ cho cái tổng này luôn cũng được à, Bài hướng dẫn của thầy đến đây là kết thúc à, Thầy chúc các em chăm ngoan Học giỏi à, Các em hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ thầy nhé Và đừng quên nhấn chuông Để bật thông báo những cái bài giảng sớm nhất của thầy à, Thầy xin chào và hẹn gặp lại các em Trong những video lần sau của thầy